chương không mất trí nhớ đồ đần bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cây cỏ tri xuân không lâu về bách bạn hồng tử đấu mùi thơm dương hoa du giáp vô tài tư duy hiểu đầy trời làm tuyết bay cuối xuân ánh nắng chiều dần dần thối lui hòa phong tại ẩm thấp thanh lương hoàng hôn có chút lưu động sóng gần lăng tăng mặt hồ một trận gió nhẹ lướt qua ven hồ thật dài cành liễu bay lạ tả ở trên mặt hồ tóe lên điểm điểm bọc nước, nổi lên tầng tầng gần sóng. Một tên thiếu niên ngồi một mình bên hồ, lặng lặng ngắm nhìn có chút nhộn nhạo nước hồ. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, nhãn thần thâm thúy, thân hình thon dài, lấy một bộ trường bào màu đen, kết hợp trước mắt này tấm cảnh đẹp, để cho người ta kiềm lòng không được liền phát lên một loại trọc thế tốt công tử, nhẹ nhàng đẹp thiếu niên cảm giác. Nhưng mà, thiếu niên trong hai con ngươi thâm thúy chỉ là một cái thoáng tức thì, rất nhanh lại khôi phục được thần sắc mê man, mặt lộ vẻ si ngốc hình dạng, trong nháy mắt liền phá hủy ý cảnh như thế kia. Tử hạo, ngươi tại sao lại chạy đến nơi đây? Một đạo giống như hoàng oanh thanh âm vang lên, khiến cho thiếu niên rốt cục quay đầu, đợi thấy rõ người tới thời điểm, trên mặt cấp tốc nổi lên một vòng cười ngây ngô. Ngưng nhi tiểu thư, ngươi trở về rồi. Thiếu nữ bỗng nhiên hai chân một sai, bay lượn ra, chớp mắt liền đã tới khờ ngốc trước mặt thiếu niên, bất mãn nói: "Cũng nói qua bao nhiêu lần, để cho ngươi kêu ta chỉ ngưng hoặc ngưng nhi đều có thể, làm gì nhất định phải kêu cái gì tiểu thư?" "Hắc hắc, ngưng nhi tiểu thư đối ta tốt nhất rồi, một hồi Tần gia liền đến nhìn ta, còn từng cứu mạng của ta, ta nghe ngươi." Khờ ngốc thiếu niên cười hì hì trả lời, tự hồ ngưng nhi hai chữ này một quát lên, trong lòng liền có dũng khí không hiểu thoải mái. "Ai, đều đi qua lâu như vậy?" ngươi vẫn là cái gì cũng nghĩ không ra sao. Thiếu nữ biết rõ rất khó nhường trước mắt thiếu niên đổi giọng, cũng không có ở phía trên này làm nhiều so đo, ngược lại một mặt ân cần hỏi han. Nghĩ không ra. Thiếu niên lắc đầu, chợt lại lộ ra trầm tư hình, khí chất đại biến. Phản phất tại giờ khắc này, hắn liền cả người khí thế cũng phát sinh biến hóa nhiên trời lệch đất. Thiếu nữ lặng lặng đứng ở một bên mỉm cười mà xem, nàng liền thích xem trước mắt thiếu niên bộ dáng này, luôn cảm thấy hắn lúc này trên thân ẩn chứa một cổ không thể giải thích lực hấp dẫn, làm cho nàng một quả phương tâm cũng hơi rung động. Mặc dù cái khác ta nghĩ không ra, cũng ta còn nhớ rõ tên của mình không phải sao? Thật lâu, thiếu niên hơi có vẻ thất vọng lấy lại tinh thần, liền phát hiện trên mặt thiếu nữ treo vẻ lo lắng, lập tức sửa lời nói. Ai? Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, không khỏi nghĩ đến nửa năm trước một cảnh tượng. Một đêm kia, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, đêm đêm tối chiếu sáng giống như ban ngày. Trên bầu trời dị tượng bắt đầu hiển hiện. cái này đạo cột sáng trong chốc lát hóa thành trở thành một cái ngũ trảo kim long, kim long toàn thân quang mang lấp lánh, hai cái to lớn trong con mắt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. nó đầu tiên là trong coi phía dưới đại địa một chút, tiếp theo nhảy lên mà ra, lên như diều gặp gió, lần theo chân trời du tẩu một vòng. sau nửa ngày, kim long lần nữa trở lại chỗ cũ đứng ngạo nghễ tại cửu tiêu thương khung chi đỉnh tiếp theo chậm rãi ngưng tụ làm một vòng kim sắc mặt trời treo giữa trời cái này một đêm tất cả mọi người tất cả đều vì thế mà chấn động chân trời trên không treo một vòng kim sắc mặt trời quần tinh tránh lui ánh sáng tứ phương cũng bởi vì đêm nay trời hiện ra dị tượng chậm trễ thiếu nữ theo tông môn về nhà hành trình ngày thứ hai mới chạy về nhà tộc lại không nghĩ tại cách tô dương thành cách đó không xa trong sơn cốc Phát hiện một tên bản thân bị trọng thương thiếu niên. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy tên này thiếu niên toàn thân vết máu loang lổ, sắp gặp tử vong, chợt nổi lên lòng trắc ẩn, mới đưa hắn mang về nhà tộc. Thẳng đến 7 ngày sau đó, thiếu niên mới yếu ớt tỉnh dậy, chỉ bất quá lúc ấy trên mặt của hắn đều là mờ mịt, hỏi nửa ngày cũng chỉ là theo hắn trong miệng biết rõ, tên của hắn gọi Chung Tử Hạo. Trừ cái đó ra, thiếu niên liền cái gì đều không nhớ được thậm chí chính liền đến từ chỗ nào, tuổi tác bao lớn cũng quên mất không còn một mảnh. Thiếu nữ suy đoán, cái này gọi chung tử hạo gia hỏa có thể là một mình ra ngoài gặp được yêu thú, chạy trối chết thời điểm hoảng hốt chạy bừa, từ trên núi ngã xuống khỏi tới. Nếu không, thương thế của hắn làm sao lại nặng như vậy, thậm chí liền ký ức cũng đã mất đi. Mà tên này thiếu nữ địa vị lại không nhỏ, nàng gọi tần chỉ ngưng, tuổi mới 17, dáng vóc cao đào, dáng điệu uyển chuyển, ngôn hành cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự. Tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp ở giữa đều sẽ toát ra một loại không nói ra được phong vận. Nàng tự như một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tầm thường, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Nàng là tần gia đương đại gia chủ hòn ngọc quý trên tay, cũng là tô dương thành công nhận đệ nhất mỹ nữ. Chẳng những dung mạo khuynh thành, càng là thiên phú trác tuyệt, đã sớm bị huyền vũ tông trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, có tụ nguyên cảnh cửu giai thực lực. Cái thế giới này võ đạo vi tôn, phổ thông vũ giả muốn tu luyện, nhất định phải theo luyện thể cảnh nhất giai bắt đầu, chỉ có đạt tới cửu giai đỉnh phong về sau, mới có thể đột phá tới tụ nguyên cảnh. Mà như tần chỉ ngưng như vậy năm gần 17 tuổi liền có thể đem tu vi tăng lên đến tụ nguyên cửu giai người, có thể nói là hiếm thấy kỳ tài. Cần biết, liền sư phụ của nàng cũng bất quá hóa hải cảnh hậu kỳ tu vi mà huyền vũ tông thực lực mạnh nhất thái thường trưởng lão ngược lại là đột phá đến thiên cực cảnh thiên cực cảnh võ giả cũng được xưng là cường giả bọn hắn ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài còn có thể thoát ly mặt đất trọng lực trói buộc ngự không phi hành đây chính là hàng ngàn hàng vạn võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới tốt tử hạo ta cảm thấy ngươi tuổi tác cũng không so với ta nhỏ hơn đồng thời tần gia mỗi người cũng không có đưa ngươi làm ngoại nhân xem cho nên xưng hô phía trên cũng không cần như vậy để ý cùng ta về nhà a à? tần chỉ ngưng lo lắng chung tử hạo là tìm về ký ức thất bại lưu lại khúc mắt lại đem chủ đề vòng về tùm tốt chung tử hạo hàm hàm gật đầu trả lời trên mặt lại hiện lên một tia buồn khổ chi sắc nói thực ra hắn tại tần gia trải qua cũng không tốt bởi vì tại tần gia ngoại trừ trước mắt vị này xinh đẹp đại tiểu thư đối với hắn chiếu cố có thừa, gia chủ đại nhân đối với hắn chẳng quan tâm bên ngoài, những người khác xem thường hắn, thậm chí trực tiếp gọi hắn đồ đần. Cái này không chỉ có là bởi vì chung tử hạo mất trí nhớ ngu dại, hơn bởi vì hắn tại tầng gia cơ hồ là ăn uống chua. Mà điểm trọng yếu nhất là phát hiện hắn không thể tu luyện nguyên lực. Ở cái thế giới này, không thể người tu luyện không cách nào trở thành võ giả, cùng phế vật không khác. Nguyên lực tu luyện vốn là cần tiến vào tụ nguyên cảnh mới có thể, luyện thể cảnh võ giả chỉ cần tu luyện nhục thể, tăng cường nhục thân cường độ, là tụ nguyên cảnh lúc tu luyện hấp thu thiên địa nguyên lực làm chuẩn bị. Thế nhưng là, chúng tử hạo liền luyện thể cảnh một chút võ kỹ cũng không thể thi triển. Liên quan tới điểm này, ngoại nhân cũng nói hắn không có tu luyện thiên phú, chỉ có chính hắn biết rõ cũng không phải là như thế. Hắn cảm thấy, từ hồ thân thể của mình bên trong, có một cổ lực lượng vô danh tại bài xích những vũ kỹ này, có lúc, hắn thậm chí có dũng khí áo giác, thân thể của mình tại ghét bỏ những này quyền pháp võ kỹ. Trung tử hạo còn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, tỉ như, mỗi khi tần gia một chút thiếu nam thiếu nữ ức hiếp hắn thời điểm, chỉ cần mình một phát nộ, liền có thể cảm giác được thể nội có một cổ lực lượng cường đại sinh sôi mà ra. Nếu thật cùng đám người này đánh nhau, hắn ngược lại không dám xuất thủ, sợ mình một không xem chừng đánh chết đối phương mỗi khi cùng tần gia người náo loạn không thoải mái về sau, hắn liền sẽ một mình một người tới đến cái này ven hồ tĩnh tọa. Sách mới khúc dạo đầu, mời mới cũ thư hữu ủng hộ. Cầu điếm kích, cầu giới thiệu, cầu cất giữ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.